Dạ, xin chào quý bà con và anh chị. Lâu quá mình không cập nhật những cái hồ cá trình của mình. Thì hôm nay mình xin chia sẻ đến quý bà con và anh chị hồ cá trình Bạch Tử 15 ngày tuổi đang tập ăn kém và những hồ cá trình lớn của mình. Đây là hồ cá trình 11 tháng tuổi, size 15 đến 20 con 1 ký. Bây giờ nó to lắm rồi. Cá trình bông. Cá trình bông rồi bà con. Có lộn mấy con cá trình mung màu đen, nhưng mà phần lớn là cá trình bông. Còn đây là hồ cá ương từ Bạch Tử 15 ngày tuổi đang tập ăn cám của em. Thì hồ này được 15 ngày tuổi đang tập ăn cám. Xin cảm ơn quý bà con và anh chị đã theo dõi kênh YouTube của em. Thì video tiếp theo em sẽ ra chia sẻ về cách vận hành hệ thống tuần hoàn RAB, cũng như là cách xây dựng và gây vi sinh ban đầu như thế nào trước khi thả cá. Xin mời quý bà con và anh chị theo dõi ở tập tiếp theo. Xin cảm ơn.